Vậy là chúng ta đã có thể nhận biết được khi nào người dùng muốn sử dụng những kỹ năng ở trong góc này bằng cách sử dụng cái y alpha 123 chỗ này. Câu chuyện bây giờ là làm sao để khi bấm vào cái đấy chúng ta kích hoạt được những cái item slot bên này, và để trước khi làm việc đó chúng ta phải nhận dạng được là cái slot nào đang có item còn slot nào không. Đấy, để làm được việc đó chúng ta cần bắt đầu từ cái onPress alpha này. Đó. Thứ nhất này là khi đây á, khi bấm vào đây á, chúng ta sẽ gọi một cái hàm gọi là protected virtual void press. Press cái gì đấy thì thứ nhất là integer alpha. Ở đây mà các bạn có thể dùng chữ index hoặc chữ y gì đấy, nhưng mình dùng chữ alpha luôn cho đồng bộ với cái tên chỗ này. Và chúng ta sẽ debug log thứ nhất là alpha chỗ này, hoặc là press đây, press chỗ này rồi cho các bạn biết luôn là chữ alpha đấy. Các bạn nên làm cái này và test ngay lập tức. Ở đây mình sẽ để chỗ này, đây là this red 1, ok chưa? Rồi khúc này thì bạn nào đã làm việc nhiều với danh sách với array rồi, các bạn sẽ cảm thấy nhột khi mình đánh số kiểu này, nhưng mà như mình nói, series này là cho những bạn nhập môn. Cứ từ từ, mình tin là những bạn nhập môn đầu tiên vào họ sẽ đánh này. Đây là 1 1 2 2 3 3, ok chuẩn rồi. Rồi thì các bạn nên test cho mình, các bạn nào mới học các bạn nên test cho mình chỗ này, tức là mở vào game ra cho nó load ra rồi chạy ổn, thấy nó hiện ra thì bắt drop hãy đi tiếp, còn đây mình sẽ không khoan khoan test chỗ đấy. Rồi tiếp theo chúng ta làm gì? Tiếp theo là tương ứng với một cái alpha này chúng ta sẽ phải liên kết, tức là chúng ta lấy ra được cái item slot chỗ này để chúng ta làm việc. Đấy, đúng chưa? Thì làm sao làm như vậy? Vì chúng ta muốn kiểm tra xem là bên bên trong này có bấm được hay không, đúng không? Thì thứ nhất là ta phải lấy được item slot này ra, và cách lấy item slot này là không phải đi thẳng từ đây xuống đây mà phải thông qua controller. Xem tới đây rồi chắc chắn các bạn sẽ biết là tất cả những phần tử con bên trong này không được phép tương tác trực tiếp với nhau. Đấy, trừ trừ khi thằng này có con của nó thì nó tương tác trực tiếp với con của nó, chứ còn nếu mà nó có những thằng cùng cấp hoặc là nằm ở những chỗ khác không có con của nó thì phải thông qua thằng controller này. Ok chưa? Thì thông qua controller như thế nào? Thì trong controller chúng ta sẽ tìm cách để lấy được cái danh sách item này ở ngay trong controller luôn, để cho tất cả những thằng khác muốn xài thì xài. Thì cách ở đây là gì? Chúng ta sẽ làm một cái biến public list, ở đây sẽ là item slot. Tại sao là item slot? Là bởi vì tất cả những item này đều có gắn script item slot hết, cho nên chúng ta sẽ có một danh sách item slot chỗ này. Đây mình sẽ để là item slot đây. Ok chưa? Và load thằng này chúng ta sẽ load thông qua một cái load component protected override load component load. Ôi, vì sao nhỉ? Load từ mình lưu lại này, protected này, override này, load này. Đấy, giờ nó mới ra này. This này là load item slot. Lưu ý là có S nha. Mình sẽ copy một cái hàm ở đâu đó cho nhanh, không gì phải gõ cả, cái này ta gõ rất là nhiều rồi. Và mình cảm thấy là mình copy nó nhanh hơn các bạn ạ. Chẳng qua những cái bài đầu mình gõ cho các bạn xem thôi chứ còn rồi ok chưa. Thì chỗ này kiểm tra null á, thì chúng ta không kiểm tra bằng khác cả, chúng ta kiểm tra xem là nó có lớn hơn không hay không, và cái gì của nó là cao của nó lớn hơn không. Nếu có lớn không, nghĩa là bên trong có item rồi, chúng ta không 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 reset nữa. Ở đây chúng ta sẽ làm một cái việc là this item slot không, chưa được, chưa được, chưa được, chưa được, chưa được. Chúng ta phải lấy item ra bằng một cái kỹ thuật là gì, bằng một cái hàm gọi là get children. Đây anh em nhìn nhá, có hai ở đây này, nhìn kỹ này là có tới hai hàm get component in children lận, một cái là có s, một cái là không có s. Và anh em lưu ý cho mình, trong trường hợp này chúng ta cần lấy danh sách nhiều item thì ta phải dùng cái có s này, nó khác nhau chữ s này thôi, thì nó sẽ lấy item slot, ok chưa. Và thằng này nó sẽ trả về một cái, anh em nhìn chỗ này góc 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 dưới này, đây này, đây này, nó sẽ là item slot array. Ở đây là một kiểu dữ liệu có thể anh em ít xài trong cái series này, nhưng nó là item slot array ấy. Và chúng ta sẽ tạo một cái biến cho nó là array slot. Đấy, chúng ta có cái này rồi. Đây, từ từ, chỗ này là viết hoa lên. Đấy, vẫn còn sai. Đây. Rồi, đấy. Thì lưu ý nhé, chỗ này nó là array item slot, còn ở đây là list item slot. Thì hai thằng này nó cũng là danh sách thôi, nó cũng là kiểu một cái mảng thôi, nhưng mà nó là na ná giống nhau, nó không phải là một. Thì chúng ta cần phải chuyển đổi anh em ạ, tại vì mình thì mình quen xài với cái item slot dạng list này rồi, còn bạn nào mà quen xài với array cứ để không sao cả. Đấy, ở đây mình sẽ chuyển nó là item list như thế nào bằng cách là add range mọi người ạ. Có một trong trong cái list nó có một cái add range, và chúng ta sẽ chuyển vào cái array slot này vào, là các bạn từ đây các bạn chuyển thành cái list được rồi, ok chưa. Và chúng ta sẽ mở để chúng ta xem thử nhé.
Hotkey chúng ta ở đây là có list này. Bây giờ mình reset này. Nó tự động nó load luôn, nó tìm đúng cái này luôn. Mặc dù là thằng này nó là cháu cháu của thằng này. Đấy, còn tại vì nó còn qua thằng thông qua thằng grid này. Đấy, nhưng mà cái hàm đấy rất là mạnh, nó tìm được luôn. Nếu như anh em tổ chức cấu trúc object tốt, tổ chức dữ liệu tốt thì chúng ta sẽ rất là dễ để quản lý như thế này. Sau này anh em có thêm slot đúng không? Thêm slot 7 8 đúng không? Rồi reset thôi. Đấy, cực dễ luôn đúng không? Nhưng ở đây mình sẽ không 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 ấy thôi nhé. Tại vì code mình có 7, hình ảnh mình có 7 thôi. Thì làm nhiều quá nó sẽ bị lỗi. Đấy, rồi ok chưa? Xong, bây giờ chúng ta sẽ chúng ta đã có một danh sách item slot rồi, chúng ta lấy ra xài thôi. Lấy ra xài như thế nào? Bây giờ ta xong cái này rồi nhá. Xong cái này nè, bây giờ quay lại chỗ này. Thì chỗ này lấy ra xài như thế nào? Thì thằng này này nó phải tạo liên kết. Đây, nó đang nằm đây. Thì ở clip trước á, mình để cái on-prem alpha này mình để bên trong này. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là rồi phải tách nó ra nên phải tách nó ra cho đúng chuẩn của cái cấu trúc mà dữ liệu mình hay hay làm. Thì ở đây mình sẽ tách nó ra như thế này và chúng ta cần phải liên kết với thằng cha. Thì để liên kết với thằng cha thì mình cũng đã có làm sẵn một cái class gọi là abstract rồi, đó là chỗ nào mà có controller thường thường mình sẽ có một cái abstract đi kèm theo. Đấy, cái abstract này nó như thế nào, mở cho anh em xem luôn. Đây, nó chỉ có như thế này thôi và cấu trúc rất là quen thuộc rồi. Mục đích của chúng ta của cái abstract này là gì, là chúng ta có cái hotkey controller ngay chỗ này luôn để chúng ta xài. Và cách xài rất là đơn giản, anh em chỉ cần cho cái này nó thay gì thừa kế thì sao nó bị hay, thì cho nó thừa kế từ cái hotkey abstract này là xong. Thì thằng nào mà có cái abstract này thì hiểu rằng đây là con của cái thằng hotkey controller, thế thôi. Và khi anh em thừa kế như thế này đó thì anh em trong trong cái alpha của anh em đây nó sẽ có cái biến này và anh em chỉ cần reset thôi, tự động nó tạo liên kết tới thằng cha chỗ này, và có liên kết tới thằng cha này là nó lấy được cái sách item chỗ này, ok chưa? Bây giờ bắt đầu xài nhá. Thì có như thế nào, thứ nhất là chúng ta sẽ có là item slot, item slot này sẽ là bằng this hotkey controller. Hotkey controller là ở đâu, nhắc cho anh em lại luôn là chỗ này, thì chúng ta vừa thừa kế xong chúng ta có luôn rồi. Thì chúng ta sẽ có slot, item slot chấm alpha, ok chưa? Rồi chỗ này này, bây giờ mình nói cho các bạn nghe này, chúng ta chỗ này là hợp lý đúng không, 1 1 2 2 3 3 hợp lý đúng không, nhưng mà cái item slot này nó lại không bắt đầu từ một mà bắt đầu từ không mọi người ạ. Cho nên là chúng ta phải tìm một cách nào đó ta chỉnh lại cho nó ổn. Thì đây có hai cách, thứ nhất là các bạn cho cái này là từ không cho tới 7, hai là các bạn trừ cho mình chỗ này. Cách nào cũng được anh em, cách nào nó cũng ổn cả, nhưng mà ở đây mình sẽ sửa kiểu này ấy. Mình thì không biết tại sao nhưng mà mình thích sửa cái này cho nó chuẩn hơn, vì thực sự đây mới là cái mình nghĩ là chuẩn. Còn như bạn thì thích trừ cũng được, chả sao cả. Rồi thì khi chúng ta có item slot rồi thì chúng ta phải kiểm tra xem là bên trong item slot này chúng ta có bấm được hay không ấy. Thì ở đây có hai cách, một là các bạn sẽ tìm xem bên trong item slot này có cái item nào mà được gắn cái code là wrap item hay không ấy, đó là một cách. Nhưng mà mình sẽ không dùng cách đấy mà mình sẽ dùng một cách là mình tạo ra một cái object con bên trong nữa gọi là pressable. Bởi vì trong cái mindset của mình đấy, những cái vật thể vẫn vẫn đây này, đây cái thằng này này là làm nhiệm vụ gì? Thằng này là làm nhiệm vụ kéo thả cái vật thể đấy. Nhưng mà có chuyện cái vật thể bấm được hay không thì đó là vấn đề khác, cho nên là mình sẽ tách tách cái việc bấm vật thể ra thành một object riêng chỗ này. Đấy, tại vì không có lý do gì để chung cả, mình để riêng được. Ok, mình để riêng. Đấy, khi nào mình không thể để riêng được, mình buộc phải để chung thì mình để chung thôi. Còn ở đây mình có thể tách hai, tức là cũng là một object này, nhưng mà thằng này á, thì đại diện cho cái việc là nó có kéo thả được hay không, còn thằng này á, có đại diện cho nó một cái việc là mày có bấm được hay không. Thì ở đây các bạn có thể có nhiều cách để xử lý cái vấn đề này. Tuy nhiên để cho cái tính năng kéo thả là ổn nhất, mình sẽ giữ nguyên như thế này. Thậm chí là sau này mình sẽ đổi cái này thành item, rồi cái wrap item nữa là một cái comment bên trong thôi, thì mà tạm thời mình cứ để như vậy. Đấy, ok chưa? Đây là chúng ta sẽ đánh dấu thế nào, là ôi mình sẽ kéo thằng này vào đây. Ok giờ đấy mình kéo vào đây thì ba cái item rát được là ba item bấm được. Vì sau này biết đâu có một cái item kéo được nhưng không bấm được thì sao đúng không? Đấy mình tạm ví dụ, mình ví dụ luôn item số 2 là không bấm được, ví dụ như vậy đi đúng chưa, là kéo được nhưng không bấm được. Đấy rồi thì mình cho bạn xem cấu trúc của cái file pressable như nào, nó chỉ có như thế này thôi. Và code của nó hiện tại bây giờ nó chỉ có một hàm default duy nhất như này để mình test thôi. Thì có nghĩa là gì, chúng ta sẽ phải có item slot rồi, chúng ta phải lấy cái pressable ra. Đấy, pressable ra bằng item slot.get component insurance. Đấy, là cái gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ có là pressable. Đấy, ở đây nhá. Những item nào mà không có pressable, tức là pressable của nó bằng null thì chúng ta sẽ return ra không làm gì cả. Đấy, nếu như có pressable thì chúng ta sẽ gọi hàng pressable. Đây chấm press, đấy chỉ gọi đơn giản như vậy thôi,
còn press nó làm cái gì thì mình không quan tâm, cái khúc này là xong rồi. Thì trong này mình làm gì, mình sẽ in cái chữ press ra và mình sẽ lấy tên của hai cấp parent ra. Tại sao? Là bởi vì thằng này parent nó đây, parent nó đây, thì chúng ta sẽ in ra cái chữ slot mà slot là 7, ok chưa? Rồi chúng ta play thử này. Đấy, bây giờ chúng ta play thử này. Rồi nhá, bây giờ mình bấm số 1 này. Thì nó bảo là press bấm số 1 này, đấy, bấm số 0 này, bấm số 1 này, bấm số 2 này. Thì không có gì xảy ra cả bởi vì cái thằng số 2 này nó có drop item nhưng mà không có press label thì cũng không được. Đúng chưa? Bấm số 3 này thì nó lại được. Đấy, số 3 để bấm lại cho anh em xem số 3 này. Đấy thì là nó là theo thứ tự của index là số 2 và lot số 3. Ok chưa? Bây giờ mình bấm số 4 này. Số 4 này là nó không có drop item, nó không có drop item và tôi cũng không có cái press label luôn. Thì bấm 4 này. Đấy, ok em thấy chưa? Bây giờ mình sẽ chuyển cái số 1 này sang cái số 7. Đấy, đúng chưa? Và bây giờ mình bấm số 1 thì nó không còn là bấm được nữa, bởi vì nó không còn item nữa, nhưng mình bấm số 7 á thì nó lại là bấm được. À ok, nghĩa là cái việc mà liên kết giữa cái phím bấm và cái slot này đã được hoàn thiện. Clip sau chúng ta sẽ thử kích hoạt kill bằng cái này nhá. Ok, chào anh em.